Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Vụ bốn mẹ con thương vong trong căn nhà cháy, xót xa cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vụ bốn mẹ con thương vong trong căn nhà bị cháy khiến người dân nơi đây bàng hoàng, thương xót. Họ vẫn không thể tin sự việc đau lòng chưa từng xảy ra ở làng quê vốn xưa nay rất yên bình. Nỗi đau tận cùng như tin tức đã đưa tin. Vào khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 7, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm theo cột khói và lửa từ nhà chị LTH, sinh năm 1993, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Khi người dân đến ứng cứu thì phát hiện ngôi nhà bị khóa trái, không thể vào trong. Ngay sau đó, người dân đã thông báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phá cửa tiếp cận phòng ngủ thì phát hiện bốn mẹ con chị H nằm na liệt giữa nhà. Con gái đầu của chị H lên 6 tuổi đã tử vong tại chỗ. Ba người còn lại bị bỏng nặng, trong nhà mùi xăng bốc lên nồng nặc. Sau đó, người dân đã đưa ba mẹ con chị H đến bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Mặc dù đã được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do vết bỏng quá nặng nên hai con của chị H đã tử vong. Chị H sau đó được chuyển ra bệnh viện Hà Nội để điều trị trong tình trạng tiền lượng rất xấu. Một ngày sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi có mặt tại địa phương. Về tới đầu thôn đã nghe người dân nơi đây bàn tán xôn xao về cái chết thương tâm của ba đứa con nhỏ của chị H. Nhiều lời đồn thổi xung quanh việc người mẹ mua xăng về đốt con rồi tự sát. Họ thương xót cho những đứa trẻ phải ra đi khi tuổi còn quá nhỏ. Sáng nay, người thân hàng xóm đã tổ chức mai táng cho ba cháu nhỏ theo phong tục địa phương. Trong đám tang, các cháu tiếng khóc ai oán xen lẫn tiếng gọi tên các cháu của người thân như xé tan bầu trời yên tĩnh. Những người chứng kiến ai cũng xót xa, thương cho cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà Sề, bà Lội của ba cháu từ khi nhận được hung tin đã ngất lịm sau khi cố gượng dậy và liên tục gọi tên các cháu trong vô vọng. Ba đứa nhỏ chơi ngoan lắm, mấy đứa còn non dại sao phải chịu cảnh xót xa thế này. Người thân, nhất là bố các cháu đang làm việc tại nước ngoài, sẽ sống ra sao đây khi bỗng chốc tất cả nguồn sống bị dập tắt, một người thân của ba cháu nói trong nước mắt. Hàng xóm nói gì? Qua tìm hiểu, vào năm 2013, chị LTH kết hôn cùng với anh VXA và có với nhau ba người con. Vào năm 2018, vì muốn cuộc sống đổi thay, gia đình đã đi vay mượn tiền cho anh A đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Theo người dân địa phương, trước giờ hai vợ chồng chị H sống rất tình cảm, chưa nghe có xích mích gì. Hàng tháng anh A vẫn gửi tiền về nuôi vợ con. Giờ bỗng xảy ra sự việc như vậy khiến người dân nơi đây ai cũng bàng hoàng, không hiểu nguyên nhân gì. Chị H là một người sống bình thường, không có tai tiếng gì ở địa phương và khá vui vẻ, không hiểu tại sao lại xảy ra sự việc như vậy. Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân như thế nào, nhưng thấy xót xa cho ba đứa trẻ, các cháu ra đi khi còn quá nhỏ, một người hàng xóm chia sẻ. Nói thêm về hoàn cảnh gia đình chị H, người dân sống gần nhà cho biết, sau khi chồng đi làm việc ở nước ngoài, chị H ở nhà chăm sóc con cái và ai thuê gì làm lấy chứ không có việc làm ổn định. Giữa chị H và gia đình chồng, thời gian trước chưa từng xảy ra mâu thuẫn va chạm. Bình thường chị H cũng là người nhanh nhẹn, chăm chỉ nhưng khá nóng tính. Một số người dân cho hay nguyên nhân xảy ra vụ án nghi do chị H mua xăng về tự đốt. Có người tin cho biết chị H đã mua 3 can xăng, mỗi can 10 lít, đem về nhà trước thời điểm xảy ra vụ cháy trên. Đó hiện đang là những lời đồn thổi, còn nguyên nhân chính thức hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước khi xảy ra sự việc, trên trang Facebook cá nhân của chị H có đưa nội dung bốn mẹ con tôi là một màu hồng nhưng có thể thành màu đen tối, vân vân. Sau đó đổi thành hình đại diện màu đen. Trao đổi với phóng viên, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Thư cho biết, theo nguồn tin từ người dân cung cấp, sự việc xảy ra không phải vụ tai nạn. Nghi vấn chị H tự sát, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trong gia đình. Lúc phát hiện là sự việc, nạn nhân đã khóa cửa nên bố mẹ chồng hàng xóm sống bên cạnh cũng không biết để kịp sang ứng cứu. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.